đệ, phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ những hiện tượng bị sống nghịch duyên trở ngại tại điều mang viếng. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh phân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Khi tôi sanh thân lần thi, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tổ tri. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Pali Pháp Cú tổng sông đuổi kệ số 15. Duyên sự. Bài kệ này được Đức Phật thuyết tại chùa Veluvana thành Rajagaha do câu chuyện người đồng tệ Chunda. Ở Rajagaha có người đồ tệ tên Chunda làm nghề giết mổ heo suốt 50 năm. Những ngày cuối đời, đồ tệ Chunda tinh thần hoảng loạn, bò tới bò lui trên nền nhà, kêu la lên trên xít như tiếng heo bị thọc huyết, làm kinh động cả xóm. Các vị tỳ kheo mỗi buổi sáng đi vào thành Rajagaha để khất thực, đi ngang qua nhà đồ tể Chunda, nghe tiếng la hét, cứ ngỡ ông ta đang giết heo. Đến ngày thứ bảy thì không nghe nữa. Các vị tỳ kheo về chùa bàn tán việc làm tàn ác của đồ tể Chunda. Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo rằng, 7 ngày qua, các người đi qua nhà đồ tể Chunda nghe tiếng la hét như con heo bị thọc huyết. Đó là tiếng kêu la của đồ tể Chunda do bị ám ảnh bởi các nghiệp sát sanh mà ông ta đã làm. Và hôm nay, ông ta đã mệnh chung tái sanh vào địa ngục. Nói xong, Đức Phật thuyết bà kệ pháp cú Ittha So Chati, vân vân. Chánh văn: Ittha So Chati, Pecha So Chati, Bà Bà Cà Rì, Uphayattha So Chati, So So Chati, So Vi Hàm Nhati, Nisva Cầm Mati Littha Mutano. Ittha trạng từ ở đây, trong đời này, So Chati thì hiện tại ngôi số 3, số ít của động từ So Chati, căng, xúc, cộng, phá, sầu mù, buồn rầu, lo âu, tết trá, bất biến tường, Pada Lô Kê, đời khác, đời sau, sau khi chết, Bà Pát Cà Rì, chủ cách số ít của danh từ hợp thể, Bà Pát Cà Rì, Bà Pát Cộng Cà Rì, người làm ác, kẻ làm điều tội lỗi. Út phá dắt thá, trạng từ ở cả hai tình trạng, cả hai đời, đời này và đời sau. So, chủ cách số ít của chỉ thị đại từ đã, nó, người ấy. Vi hành nhá chị, thì hiện tại ngôi số 3, số ít, động từ. Vi hành nhá chị, ví cộng căng thanh cộng giá, u não phiền muộn bi lụy, Vispa bất biến quá khứ phân từ của động từ Passati, Vis cộng và sau khi thấy, đã thấy rồi, Kamma Littha Mattano, hợp âm Kamma Littha Mattano, Kamma Khi lịch thần, đối cách số ít của danh từ hợp thể, cầm mắt khi lịch thả, cầm mắt cộng khi lịch thả, quá khứ phân từ của động từ, khi lịch sát tí, nghiệp cấu uế, việc làm ô nhiễm, át tân hồ,
sở thuộc cách số ít của danh từ nam tính Atta, của chính ta, của mình. Việt văn: nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu, nó sầu nó u não, thấy nghiệp ấy mình làm. Chuyển văn: bà bác cà đi ý thác sầu cha tí bác cha sầu cha tí u pha yết tha sầu cha tí át tạ nô kí lít thăng cầm măng biết và sầu cha tí bi hằng nhá tí. Kẻ làm áp sầu muộn đời này, sầu muộn đời sau, trong cả hai đời đều sầu muộn. Khi nhìn thấy việc làm ô nhiễm của mình thì nó sầu muộn u não. Lý giải: người làm ác papakari là người làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về khẩu, làm ác hạnh về ý. Thân ác hạnh như sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Khẩu ác hạnh như nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác, nói vô ích. Ý ác hạnh như tham lam, sân hận, tà kiến. Việc ác được thực hiện bằng tâm bất thiện, một trạng thái tâm tương ưng căn tham, căn sân và căn si. Do đó, hành động ác được gọi là nghiệp phiền não, việc làm ô nhiễm tội lỗi. Kẻ làm ác không bao giờ được hoan hỷ hay hạnh phúc khi nó nghĩ lại hành động xấu xa đã làm. Trái lại, nó luôn mặc cảm tội lỗi, trầy rứt khi nhớ tới tội ác của mình. Như người vay nợ mua nhà, cửa, y phục, thức ăn, khi nó sống trong ngôi nhà ấy, mặc y phục ấy, ăn thức ăn ấy, vân vân. Mỗi khi nghĩ đến tiền nợ phải trả, nó không được vui vẻ, thoải mái. Trái lại, nồng đầu, khổ sở. Biên soạn giáo trình thì theo tuệ siêu. Và giờ đây chúng con kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh để nghe kệ thỉnh pháp sư. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rành rang, đạo phiền kết buộc tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều như Phật người khen. Cứu sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết pháp, vì nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Giờ đây chúng con thành kính cùng thỉnh và đảnh lễ ngài Hòa thượng Tuệ Siêu. Từ biệt. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Thầy Mai Gia. Nam mô Sang Khai Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ kính chào Hòa Thượng Phật Đăng. Cùng chư Tu Đức và thật chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay ngày học môn Pali Pháp Cú, chúng ta tiếp tục phẩm Yamaka Waka, phẩm sông đối, bài kệ số 15 trong 20 bài kệ của phẩm sông đối. Bài kệ này
Đức Phật thuyết. Y thật chỗ sô chất thiết, vế chất sô chất thiết, bà bà ca ri u phà giá sa. Sô chất thiết, sô chất thiết, sô quy hành nhật thiết, đi xoa cầm mát, tỷ lý thầm mát thằng nô. Nay sầu, đời sau sầu, làm ác hai đời sầu, nó ưu não, thấy nghiệp huế mình làm. Bài kệ này được chuyển ra phong xuôi để chúng ta học Pali, chúng ta dịch cho nó dễ. Chúng ta phải đưa cái chủ từ trong câu kệ ngôn lên trước là chữ Papakari. Và tiếp đến là chúng ta đưa động từ với cái trạng từ chỉ nơi chốn hành động. Ithaso chati, pechaso chati, upayattha so chati. Papakari là kẻ làm ác. Ithaso chati, là đời này sầu muộn. Với chắc sô chắc tính, đời sau sầu muộn. Cũng phải giác thả sô chắc tính, trong cả hai đời đều sầu muộn. Atano kilit thăng cầm bằng đi xoa. Sau khi nhìn thấy việc làm ô nhiễm của mình, sô chất tí, sô quỳ hành nhật tí, thì nó sầu muộn, ưu não. Thế ra thì ở trong bài kệ này chuyển ra văn xuôi cũng dễ nhận ra chứ không phải là khó, thưa quý vị, bởi vì nó chỉ vỏn vẹn có 32 từ thôi. Nhưng ở trong bài kệ này nó có ý nghĩa, nói đến cái quả hiện tại, cái cảm thọ hiện tại. Chúng ta sẽ có dịp học một bài kệ có ý nghĩa, tức là cái bài thứ 17. Nhưng mà bài thứ 17 đó chúng ta sẽ học tới cũng vào cái ngày chủ nhật tuần sau, thì chúng ta sẽ nhận ra là Đức Phật đã dạy cái người làm mát, họ bị khổ quả hai đời, đời hiện tại, đời tương lai. Còn bây giờ trong bài kệ này đó, Đức Phật đã thuyết theo cái ngữ cảnh
Một người đồ tể ở gần chùa Chitavana tên là Chunda. Ông ta đã sinh sống bằng cái nghề giết mổ lợn. Hàng ngày để mang thịt và nuôi thân, nuôi cả vợ con. Hành nghề như vậy trong suốt 50 năm. Hành động ác đó nó đã thâm nhập vào trong cái tư tưởng của ông ta. Đến nỗi mà ông ta không làm sao quên được cái hình ảnh mà ông ta cầm con dao cắt tiết cổ họng của những con heo. Và khi mà ông ta mà sắp tập trung trước đó 7 ngày, ông ta bỗng cảm thấy cái nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái sự giết chóc nó khởi lên trong tư tưởng của ông ta. Ông ta tự mình bò lê lết tới lui ở dưới sàn nhà kêu gào. Cái tiếng kêu gào đó thi thảm như là cái tiếng la hét của một con heo đang bị thọc huyết. Ông ta bị ám ảnh suốt như vậy trong suốt 7 ngày, và đến ngày thứ 7 thì ông ta mệnh chung sinh vào địa ngục. Nói về các vị tỳ kheo trong chùa Chitavana, trong những ngày ấy, mỗi buổi sáng các vị cầm bình bát đi vào thành sau khi đi khất thực. Đường đi khất thực phải đi ngang nhà đồ tể chúng đá. Khi đi cũng nghe cái tiếng kêu la inh ỏi, và khi về cũng nghe cái tiếng kêu la inh ỏi. Các vị tỳ kheo ngỡ rằng ông đồ tể Chunda đá thực quyết những con heo nhưng cứ sau thường khi thì ông ta chỉ thọc huyết vào lúc rạng sáng lúc chưa giấm chợ, rồi ông ta cắt mổ lấy thịt đem ra chợ mà bán.
Còn hôm nay thì dường như là chúng ta đã giết rất nhiều con heo, nó kêu la suốt từ sáng cho đến trưa, các vị đi khất thực đi qua đi lại vẫn còn nghe thấy. Các vị tỳ kheo không ngờ rằng đó là tiếng kêu la của chính ông Chúng Đắc. Và 7 ngày trôi qua, đến ngày cuối cùng thì các vị tỳ kheo không còn nghe cái tiếng kêu la nữa. Các vị sau khi khất thực trở về, các vị ngồi bàn luận với nhau vào buổi chiều, đến cái ác nghiệp mà ông đồ tể Chun Đá đã tạo. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài thân hình đi đến tại Sala, chỗ các biết chuyện bàn bạc, Đức Thế Tôn đã khai rằng cái tiếng kêu la trong 7 ngày qua mà các ngươi nghe không phải là cái tiếng của những con heo bị thọc huyết, mà chính là tiếng kêu la của đồ tể Chun Đá. Ông ta bị ám ảnh bởi nghiệp ác mà ông ta đã làm. Mỗi khi nghĩ tới thì ông ta vô cùng kinh cảm. Và ông ta cảm thấy cổ họng của ông ta như là có bị ai đó đâm một mũi dao, cho nên ông ta mới la hét như vậy. Bây giờ hôm nay ông ta chết rồi, sanh xuống địa ngục rồi. Đức Thế Tôn mà mở thuyết cái bài kệ trên, khi nãy chúng tôi đã đọc cho quý vị nghe. Về cái phần thích văn đó thì ở đây trong lúc này Phật tử MC đã đọc, và nếu mà quý vị có muốn học Pali từ vựng từ Pháp Cú thì chúng ta cứ vào trong trang web website của chùa Pháp Luân và chúng ta lấy bài hay chúng ta ghi chép ra để chúng ta học. Chúng tôi cũng cố gắng biên soạn ghi chú thất từ những từ ngữ được dùng trong bài kệ ở cái vai trò gì trong văn phạm, cái nào là chủ từ, cái nào là tốt từ, cái nào là động từ, số ít hay số nhiều chúng tôi đều ghi rõ. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta học Pháp Cú Pali, người Phật tử chúng ta cũng không lắm cần thiết để chúng ta học từ vựng. Nếu như chúng ta không thì chúng ta học
Việt Nam. Kể hoặc là Việt văn xuôi và học cái phần lý giải để chúng ta nắm được ý nghĩa của bài kệ mà chúng ta tăng thêm cái kiến thức Phật học của mình để chúng ta có dịp để chúng ta tu tập. Ở đây thưa quý vị, như chúng tôi đã nói thì ở trong bài kệ này Đức Phật chỉ nhấn mạnh ở điểm là người làm ác như đồ tể chôn đá, sẽ luôn luôn sầu muộn, ưu não khi nghĩ đến cái việc làm có quế hay là cái nghiệp quế của mình đã làm. Tức là giờ phút lâm chung ông ta bị ám ảnh, mỗi lần mà cái hành động tiếp theo nó chặn lại trên cái ký ức của ông ta thì ông ta cảm thấy hốt hoảng sợ hãi. Cho nên Đức Phật cần thiết ở chỗ đó. Như chú ở trong hai câu đầu ý thức sô chá tí bế chá sô chá tí ba bà ca ri ụ bà yás ụ bà yát thạ sô chá tí. Nay sầu đời sao sầu, lần ác hai đời sầu. Trong hai câu đầu thì Đức Phật Ngài có đề cập đến cả hai trạng thái, đời này và đời sau. Nhưng mà ở câu thứ ba của bài kệ và câu thứ tư thì Đức Phật Ngài chỉ nói đến cái khía cạnh mà kẻ làm ác bị ám ảnh bởi cái nghiệp ác mà nên đã làm, chỉ vậy thôi. Bài kệ số 17 thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nói rõ hơn. Ở đây thưa quý vị, đời sống tu tập của người Phật tử chúng ta phải hiểu rõ nghiệp và chi phối tư tưởng chúng ta để mà làm điều kiện tái sanh. Cái nghiệp đó nó gồm có ba. Thứ hết là trọng nghiệp gắn các cầm mắt. Những ác nghiệp như là một kẻ giả tâm giết chết cha mẹ, giết chết thánh nhân A-la-hán, gây thương, chia rẽ tăng chúng với năm cái ác trọng nghiệp đó thì nó bị ám ảnh.
cho đến giờ phút tâm chung. Không thể che giấu được thứ gì, không thể quên lãng được. Có những người sau khi làm cái ác nghiệp, mặc dù người khác thì tưởng rằng anh ta sau khi giết mẹ, sau khi giết cha, anh ta bị luật pháp trừng trị, bỏ tù anh ta, tù chung thân. Hay là bị kết án tử hình. Như vậy là xong chuyện. Nhưng không thú vị. Vì chúng ta không có nằm ở trong hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là trong cái thời gian mà anh ta bị giam cầm ở trong nhà lao, giấc ngủ anh ta không bao giờ yên. Thậm chí ban ngày thức giấc, nhưng mà anh ta không thể nào sống một cách vô tư lự được. Cái hình ảnh mà người cha hay người mẹ quằn quại dưới lưỡi dao hay là cái búa mà anh ta đã đập đầu hoặc là đâm chết cha, hoặc là hình ảnh ám ảnh mãi, khiến cho anh ta bất an. Rất là tội nghiệp. Cái loại ác nghiệp thứ hai, nó ám ảnh, nó chi phối cái cuộc sống tư tưởng của kẻ làm ác, đó là Achinakkhamma, là thượng nghiệp. Một người tạo ác nghiệp thường xuyên, làm thành cái thói quen là hoài như đồ tể chúng đá chẳng hạn, hay là những người làm cái nghề ngư phủ, câu cá, giăng lưới, là cái hành động thường xuyên của người thợ săn với cung tên và đặt những cạm bẫy ở trong rừng để bắt bớ các thú rừng hay là bắn chết những con thú rừng đó. Mặc dù không phải là trọng nghiệp ác, không phải trọng nghiệp ác như năm đại nghịch tội giết chân chết mẹ, nhưng mà vì rằng cái hành động ác này được lặp đi lặp lại đã trở thành cái thói quen, nó trở thành cái quán tính. Cho nên nếu như cuộc đời của người đó không có trọng ác nghiệp chi phối ám ảnh, thì những cái hành động mà thuộc về thường nghiệp đó, nó sẽ chi phối anh ta trong giờ phút tận tử. Rồi cái loại nghiệp thứ ba, ngồi một kẻ làm ác sẽ bị ám ảnh trong giờ phút lâm chung đó. Nếu như trong bình nhật người đó không có tạo trọng nghiệp ác như giết cha giết mẹ vân vân, và cũng không có làm cái việc ác gì nó thường xuyên, nó thành cái tập quán,
Nhưng mà người này thỉnh thoảng có làm điều ác. Thế thì trong giờ phút cận tử, bất chờ hình ảnh của một cái hành động mà một lúc nào đó trong những ngày, những tâm tháng đã qua mà anh ta làm, bây giờ nó cạn lại, ở trong lúc sắp chết, thì cái đó nó cũng chi phối về cái đời sống tương lai, tức là cái sự tái tục. Hòa hậu Malika mặc dù là người có trí tuệ, để cố vấn cho vua Kasenadi, vị trí Đức Phật, và làm những cái công đức bố thí cúng dường đến Đức Phật và chúng tỳ kheo, một cách đặc biệt gọi là vua sùng thí Asmadana. Nhưng chỉ có mỗi một lần cũng đã rất lâu rồi, khi mà bà chưa có biết Phật pháp, thì lúc đó hòa hậu Malika nói dối với vua Vasenadi, khiến cho vua Vasenadi cả tin, bởi vì vua mặc dù là một vị vua, nhưng mà cái trí của vua Vasenadi cạn hơn, cho nên bị cái lời đối của hoàng hậu Malika thuyết phục, vua không có bắt tội mà trở lại thương yêu như trước. Vua nghĩ rằng mình đã thấy nhầm, vua vật, và chính vì dối gạt được đức vua, cho nên hoàng hậu Malika trong lúc lâu trung cảm thấy hình ảnh của một người quan mình nói một thuyết phục, tự nhiên bà cảm thấy hối hận. Thì khi mà bà bị hối hận như vậy đó, thì liền lúc đó bà tắt thở, chết sanh xuống địa ngục do bị ám ảnh bởi một cái hành động nhẹ thôi, thứ gì cũng không có nặng nề lắm, nhưng mà vì trọng ác nghiệp, thường ác nghiệp không có, thì dĩ tác nghiệp nó sẽ ám ảnh, cũng giống như là chỉ dĩ tắc ở đây cách ta cầm mắt là một cái hành động đã làm rồi bị bỏ quên, bởi vì nó quá nhẹ, quá mỏng, không đáng nhớ, nhưng bất chợt nó lại khởi lên.
cũng giống như ở trong một cái ly nước, một cái ly nước trà, hay là bất cứ ly nước gì mà có cái xác trà, hoặc là những cái gì mà người ta pha chế ở trong trà, trong cái ly nước đó, những cái lớn nó sẽ nổi lên trong cái ly trà người ta uống trước. Nhưng mà khi dớt hết những cái mỏng những lên trên mặt mình ly, thì cuối cùng còn lại sau khi khuấy một lần nữa thì một cái mẫu cặn trà nhỏ xíu nó lại trồi lên ở trên mặt ly. Đó là kinh tác nghiệp hay là dĩ tác nghiệp. Như thế khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được, chúng ta phải chuẩn bị giờ phút cận tử, lúc lâm chung, chớ để những cái bất thiện nghiệp mà nó trạng lại, nó chi phối, nó nguy hiểm gì chúng ta lắm. Lần này hai người kể về cái thành tích của họ, hồi nhỏ họ đã hốt ổ chim như thế nào, phá vỡ cái tổ ong như thế nào để chơi, hoặc là hậu câu cá ra sao, giăng lưới bắt được những gì vào mùa nước nổi ở dưới quê. Nghe kể lại như vậy đó, sau này khi mà chúng tôi thuyết những cái thời pháp, chúng tôi có nhắc trong những thời pháp đó, các Phật tử đừng có lặp lại, đừng có nhớ lại, đừng có xem những cái hành động ác ở trong quá khứ, trong những cái ngày sống lúc nhỏ chúng ta đem ra để mà chúng ta nói vui, nói cho có chuyện nói chuyện kể. Làm như vậy nó cũng không tốt, bởi vì nó trở thành một cái ấn tượng, nó sẽ ám ảnh chúng ta trong giờ phút lâm chung. Bây giờ chúng ta chưa thấy, chưa sợ đâu, nhưng mà đến lúc mà chúng ta sắp chết, chúng ta nằm đó đó, thì nó sẽ trạng lại, thưa quý vị. Quên thì cứ cho quên đi, đừng nhớ lại, và đừng lấy cái việc, cái hành vi bất thiện đã qua đó mà làm một cái chúng ta đừng có lấy nó làm cái thành tích. Phàm phu chúng ta thì hay có cái trường hợp đó. Cho nên những người mà khi họ sắp chết, nhiều khi cũng khó lắm thưa quý vị, không có được nhân duyên mà chưa tăng đến để mà khổ niệm trước bây giờ phút lâm chung, mà họ phải một mình sống với cái tư tưởng cận tử, thì rất có thể bị ám ảnh bởi những ác nghiệp.
Vị tỳ kheo trong thời Đức Phật Kassapa, vị tỳ kheo đó giữ giới luật rất là trong sạch, rất thanh tịnh. Một ngày kia, vị này quá gia thuyền để những nhiệt dòng lên cái miệng trên và đến cái chỗ cần phải ghé, vì tỳ kheo xin được ghé đi lên bờ. Thì khi mà thuyền cập bến, vị tỳ kheo đã bước xuống thuyền. Vì nước chảy xiết cho nên chiếc thuyền nó cứ tắt vào, cái trôi ra. Vị tỳ kheo đó nắm lấy một cái bụi cỏ tranh để nếu chiếc thuyền lại mà bước xuống, nhưng không ngờ làm cho cái bụi cỏ tranh đó nó bị đứt đi. Vị tỳ kheo này ám ảnh cả đời mình giữ giới tốt, nhưng mà mình đã phá hoại thảo mộc, đó là một cái khuyết điểm trong cái việc giữ giới. Và vị tỳ kheo này vì là vị đồng đà sống ở rừng cho nên khó tìm được một vị tỳ kheo thứ hai để mà sám hối cái tội lỗi của mình. Sám hối cái đó chỉ sám hối là xong rồi, thưa quý vị. Sám hối tức là bài, tức là phát lộ. Thưa hiền giả, tôi đã phạm một tội phân đối trị do phá hoại thảo mộc. Tôi đã biết đó là một cái tội theo luật nay sinh. Phát lộ tội lỗi ấy, hành giả hãy, hiền giả hãy chấp nhận cho tôi để tôi trừ bỏ trong tương lai, không làm như vậy nữa. Nếu mà được một vị tỳ kheo nào đó, vị đó sám hối như vậy đó, là tâm của vị đó đã được an nhiên, không cảm thấy hối, không có trách. Như vào đời này thì không được. Cho nên trong giờ phút lâm chung, vị tỳ kheo này bị ám ảnh. Bởi quý vị biết cái tội mình phá hoại thảo mộc chỉ phạm cái tội nhẹ thôi, thưa quý vị, tội bắt chết giá chứ không phải là tội nặng. Nhưng mà vì cứ nhớ hoài, vị đó mặc dù giữ, vì sao giữ giới trong sạch, nhưng mà mỗi lần hành thiền cứ nhớ hoài, hối hận hoài cái việc đó, nó trở thành cái thừa nghiệp, cho nên ám ảnh cho tới lúc lâm chung bị chết, sanh làm loài bàng sinh, tức là long vương ở tại cái khúc sông này, gọi là Erapatha, long vương Erapatha. Nó ứng thú quý vị. Cho nên những cái ác tội nghiệp chúng ta làm, bởi vì cái này nó nguy hiểm cho chúng ta phải sinh xuống địa ngục trong đời.
Nhưng mà những cái ác nghiệp thường làm, hoặc là những cái bất thiện nghiệp mà thỉnh thoảng có làm, thì những cái đó chúng ta nếu quên được thì cứ việc quên đi, cho nó đi vào dĩ vãng. Chừng nào cái quả nó trổ xanh trong tương lai chúng ta, hiện tại chúng ta đang cố gắng chuẩn bị tốt cho tâm cận tử, tức người gần chết, thì lúc chúng ta sắp lâm chung chuẩn bị tốt cho tâm cận tử, thì chúng ta đừng cố nhớ, đừng để cho nó ám ảnh. Những gì sâu sâu chất tí sâu quy hành nhất tí đi xoa cầm mắt thì lý thập bát nô nó sầu, nó ưu não, thấy nghiệp quế mình làm nó bị ám ảnh. Có những người sau khi họ phạm phải một cái điều ác nào đó, như là giết người, cướp của, vân vân, họ đã lỡ tay giết người, sau đó họ bị ám ảnh, mỗi lần nghĩ đến bị ám ảnh, ám ảnh đến mức độ mà họ không thể chịu đựng nổi, họ phải đi ra đầu thú. Nhưng mà cái tòa án lương tâm nó không dừng lại ở chỗ đó, mà nó cứ xét xử mỗi ngày. Cho nên đây cũng là cách để mà chúng ta tu tập. Những gì trong đời sống hàng ngày của chúng ta cái chuyện mà chúng ta bỏ ác làm lành, cái đó là một cái tiêu chí mà chúng ta phải làm trong lúc chúng ta tu tập. Và chúng ta sống hiện tại mà chúng ta phải lo nghĩ đến giờ phút lâm chung và ở tương lai, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tốt cái tư tưởng của mình, chớ có để bị đã mảnh. Còn cái nghiệp như là thợ rèn, cái người đồ tể chú đá, chúng ta muốn quên mà quên không được, bởi vì cái hành động quá ác. Sát con heo mỗi ngày để lấy thịt mà bán, thì cái hành động đó được lặp đi lặp lại hoài trong suốt 50 năm, khiến cho người ta không thể nào quên được. Bởi vậy người Phật tử chúng ta nhớ tại sao Đức Thầy dạy chúng ta phải tránh năm cái nghề tà mạng, hay là phải kiêng cái sự sắc sanh, sự trần cấp. Và tại vì những cái đó nó có thể làm cho chúng ta bị ám ảnh. Còn những trường hợp nó nhẹ thôi, thí dụ như bây giờ chúng ta tu tập thì tốt đó, nhưng mà có thí dụ như có một lần vị sư một vị tỳ kheo mà đi đến mượn vị tỳ kheo khác một cục xà bông hay một kem bằng chải để xài cá nhân,
Nhưng mà nó mượn rồi mà sau đó có phát sanh mà quên cả, quên bẵng luôn. Nhưng mà vị trí đó cho nên vị nó nhỏ quá, vị tỳ kheo kia không có đòi chi kỳ kể gì bố thí cho luôn. Thế nhưng có thể lúc làm chung vị tỳ kheo này nhớ chợt lại, à ta đã có một lần mượn cái vị tỳ kheo kia một cục son, một cái kem, một cái bằng chải, đồ dùng cá nhân đó, mà đến nay ta quên bẵng chưa trả. Thì khi vị đó bị ám ảnh như vậy đó, vị đó chưa kịp gì cả thì đã tắt thở. Cái này thì hơi nguy hiểm rồi quý vị. Đang khi không như vậy, cái chuyện không đâu ra đâu hết mà phải bị chết sanh xuống, thì cái trường hợp này nó oan ức lắm. Đó cũng là cái cách mà chúng ta tu mà khéo tu là khéo tu ở chỗ đó. Chớ chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta phải làm một cái gì đó nổ đình nổ đám mới gọi là tu tiền. Không phải đâu. Người trí khôn ngoan đó là phải biết là ta nên làm cái gì, ta phải đối phó với những cái trường hợp cái tâm bất thiện ra sao, liệu nó có ám ảnh mình giờ phút lâm chung hay không. Bởi vậy Đức Phật này dạy chúng ta năm điều bách chân quế khánh ná, à, phiên hằng bách chân quế khánh ná là phải thường xuyên quán tưởng hàng ngày. Vị xuất gia hay người tại gia phải thường xuyên kinh nghiệm, phải có sự già không thoát có sự già, ta phải có sự bệnh không thoát có sự bệnh, ta phải có sự chết không thoát khỏi sự chết. Những từ cái sự kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của sức khỏe, diệt trừ cái sự kiêu mạn của sự sống. Rồi phải quán xét, ta phải xa lìa, ta phải xa ly tử biệt với người thân người thương, ít cả người thân người thương. Thì vậy để dẹp được cái tâm bị ái luyến, bị dính mắc. Giờ phút lâm chung mà một người, một cụ ông cụ bà mà còn nuối tiếc thương con thương cháu, đứa này đứa kia, hay là nuối tiếc tài sản đã chôn cất để dành, đã giấu cất để dành mà chưa có kịp chỉ cho ai biết, thì bị ám ảnh cái đó đó thì cũng đưa đến cổ hổ chứ gì. Có những con bá hộ khi mà ông ta lúc lâm chung ông ta cứ nuối tiếc cái số tài sản mà ông ta cất giấu ở dưới gầm giường, ông ta chôn cất ở dưới, ông ta chết sanh làm con chó trong nhà để mà giữ giữ của, để giữ của đó. Hoặc là một người họ chôn kho tàng ở trên bờ sông vắng vẻ, khi ví dụ phúc lâm chung bị hối tiếc sanh là con rắn ở gần đó để mà giữ của. Một chủ vườn mía giờ phúc lâm chung hối tiếc cái vườn mía của mình mà sanh là con sâu ở trong đó. Những vị tỳ kheo có được bộ y mới, cứ quyến luyến cái bộ y đó, chết đột ngột, sanh làm con rệp ở trong cái chiếc y đó, chiếc y cà sa, vâng. Thì những cái đó, đó là chúng ta phải biết, là chúng ta phải đề phòng.
Thì hôm nay trong cái bài học bài học này chúng ta học cái câu kệ Ngôn Pháp Cú số 15. Chúng tôi trình bày ý nghĩa đó. Chúng ta không muốn trình bày thêm nhiều cái khía cạnh khác, là bởi vì chúng ta còn tiếp tục những cái bài kệ nó tương tự như là bài kệ ngày hôm nay. Chúng ta để cái ý nghĩa này sẽ nói tiếp ở trong trong các cái bài kệ mà chúng ta học sau này, 16, 17, 18. Những cái bài kệ đó chúng ta phải chú ý. Và bây giờ thì xin tiện nhất là ở đây kính cung thỉnh và thượng giác đẳng có thể chia sẻ thêm với Phật tử hôm nay với cái bài kệ Ngôn Pháp, và sau đó chúng tôi sẽ có phần pháp thoại, pháp thảo luận. Xin cung thỉnh và thượng. Dạ, kính thưa Hòa Thượng, Thầy Sư, với bài giảng vừa rồi, kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, theo lời của Hòa Thượng Thầy Sư, xin được chừng 10 phút để chia sẻ, rồi sau đó để kính cung kính quý Ngài tiếp tục, bởi vì hôm nay ở tại chùa có đại lễ khánh đản Vê Sắc, nên cũng rất là bận. Chư khách tăng sẽ đến trong vòng 20 phút nữa. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, một ở trong những điều mà khiến cho chúng ta sống an lạc hay không an lạc, đó là cái tầm nhìn của chúng ta về tương lai. Lấy ví dụ như nếu chúng ta trong túi có tiền, nhưng mà đến một cái vùng đất lạ, và với chừng đó tiền chúng ta có thể sống được trong 10 bữa nửa tháng. Nhưng mà sau đó rồi sống như thế nào, ở đâu, chúng ta hoàn toàn không có cơ sở để suy nghĩ. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ hoang mang. Vì vậy tận cùng ở trong tâm thức của chúng ta luôn luôn có một cái tầm nhìn về tương lai. Đó là lý do tại sao con người tích góp tài sản. Tại sao con người tin vào các cái hệ thống tôn giáo tín ngưỡng. Bởi vì có thể hiện tại người ta không cần đến tôn giáo tín ngưỡng, có thể hiện tại người ta không cần cái số tiền để dành, nhưng mà vấn đề là mai hậu, đi đâu về đâu, sống thế nào. Về điểm này, thưa quý vị, ở trong kinh Kalama có một cái gợi ý mà Đức Phật dạy rằng một người mà hiểu được tham sân si là quế trược dẫn đến quả khổ đau, thì người đó không làm và nghĩ tham vô sân vô si là tốt đẹp. Thì dù vị đó có nghĩ đến đời sau hay không nghĩ đến đời sau cũng an lạc. Phật Ngài khuyên là ngay cả dù có nghĩ hay không nghĩ đến đời sau, thì chúng ta cũng nên nhìn vào giây phút hiện tại. Khi Đức Phật hỏi rằng tham sân si là thiện hay bất thiện, thì những người Kalama trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn là bất thiện. Và khi Đức Phật hỏi trở lại ngược lại là vô tham, vô sân, vô si là thiện hay bất thiện, của bạch Đức Thế Tôn là thiện. Thì cái thiện và cái bất thiện đó, đó là một ý thức được thắp sáng trong hiện tại, là một sự nhận rõ trong hiện tại. Và từ cái khởi điểm này, chúng ta có hai cái hướng đi tương lai rất là rõ ràng. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, nếu những gì mà chúng ta đang làm, ví dụ như ngày hôm nay mình có một cái ngày chùa mà quý Phật tử làm việc là vất vả, chúng tôi biết là có một số Phật tử ở tại chùa bỏ công bỏ sức để làm công quả, và quý vị quan khỉ chờ chúng tôi chút xíu nha.
Thưa quý vị, khi mà chúng ta sống đó, thì tương lai là hoàn toàn về tương lai đâu. Mà người ta nói tương lai được quyết định bởi hiện tại. Và khi nghĩ về tương lai đó, mà chúng ta có cái cơ sở ngay trong hiện tại, thì chúng ta thấy vững lòng hơn. Cũng giống như trong đời này, quý vị thấy rằng tại sao những cái người mà có tiền đó, đôi khi họ nghĩ về tương lai, họ ít có sợ hãi, ít có lo lắng hơn là người không có tiền. Đơn giản là lúc tối lửa tắt đèn, mình có tiền cũng dễ xoay trở hơn. Thì cái hiện tại nó cho chúng ta một cái điểm tựa. Hiện tại cho chúng ta một số vốn liếng. Và một cái người mà biết sống và hiểu cuộc sống không bao giờ dùng một cái hiện tại đen tối, dùng cái hiện tại nhiều cái hệ lụy, nhiều phiền muộn, mà nghĩ đến tương lai tốt đẹp không có. Mà chúng ta phải nghĩ rằng hiện tại hoặc giả là tâm mình tốt, hoặc giả mình đang nỗ lực, hoặc giả mình có được cái trí năng, có cái tài năng, thì chúng ta mới tin tưởng vào tương lai được. Và cái vốn lý hiện tại đó chính là điều thiện. Và do vậy, ở trong bài kệ này có ba điểm mà chúng ta nên lưu ý qua bài giảng của Hòa Thượng Trịnh Siêu. Thứ nhất á, là hiện tại được an lạc, nó rất là quan trọng để làm cái nền tảng cho tương lai của mình. Và hiện tại đó hiền thiện thì tương lai chắc hẳn là an lạc. Điểm thứ hai mà chúng ta nên để ý đó là những cái niềm hạnh phúc, niềm vui trong hiện tại, nó không đơn giản chỉ mang cho chúng ta cái quả hạnh phúc trong tương lai, mà nó còn tạo nên cái thương nghiệp. Thương nghiệp này quan trọng. Đây là cái một trong những cái điểm mà chúng ta cần để ý khi chúng ta đọc về cái duyên sự của bài kệ. Chúng đó là một người đồ tể, và do đồ tể nhiều năm trong cuộc đời chỉ làm một việc là sát sanh. Và vì vậy đó, khi sắp chết thì cái thương nghiệp đó nó lại trở thành một cái nhân tố chính để đưa vào con đường khổ. Trong cuộc sống hàng ngày có những việc mà chúng ta nghĩ nó không có bình thường, nó không có lớn chuyện. Thí dụ như đi đâu cũng vào lại bàn Phật, thường nghe Pháp, hay hoặc giả là thấy chỗ nào là phước thì mình làm. Nhiều khi quý vị nghĩ rằng ô, mình là phước thì đâu có chuyện gì đâu lớn. Nhưng mà cái thói quen đó, cái tập tính đó, nó có một cái ảnh hưởng rất là quan trọng đối với cái nghiệp phúc lâm chung. Thật ra cái thương nghiệp đó, nó là một ở trong những nghiệp có một cái sức mạnh rất là lớn, có một ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là chúng ta nói về chuyện gọi là chúng ta gọi là cái tại đây là cái hạnh phúc hay là cái quả thiện của quả thiện không phải chỉ là quả dị thục, mà nó còn là một cái mà chúng ta gọi là hưởng thụ quá trình. Một cái người làm thiện đúng nghĩa thì chưa cần cái quả dị thục nó trổ, thì hiện tại chúng ta vẫn an lạc. Và vẫn an lạc, ví dụ như là chúng ta cố gắng bố thí trì giới, vân vân, những việc đó luôn luôn tạo cho chúng ta một cái ảnh hưởng rất là lớn ngay trong hiện tại. Và ảnh hưởng đó quan trọng lắm. Và nên chúng tôi thường có tâm sự với quý Phật tử là chúng tôi đặc biệt rất là cảm kích những Phật tử mà thường xuyên vào nghe Pháp, mỗi ngày lắng tâm nghe Pháp. Và nó cũng tạo thành một thương nghiệp, mỗi tuần đi chùa, mỗi ngày giới thọ bát quan trai giới. Đức Phật kể dạy rằng giới khinh thì nhỏ không làm, rằng không kết tặng quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia càng chảy bao giờ có hay. Nước nhỏ từ từ sẽ đầy. Thành ra cái thương nghiệp cũng là một ở trong những cái điểm khi nói đến nghiệp báo nhân quả mà chúng ta phải biết, phải nghĩ đến. Thì thưa quý vị, trong cái cuộc sống này có những thứ mà nó hơi xa lạ với chúng ta. Chúng tôi lấy một ví dụ là vị nào mà mới vào trong lớp học như là lớp Pali Pháp Cú, quý vị nghe những cái từ vựng Phật học về Phật bằng phản ngữ hay chỉ đọc Pali, quý vị nghe nó có gì xa lạ. Tại sao không nói tiếng Việt mà nói tiếng Pali? Nhưng mà chúng tôi biết rằng có một số chư tăng và Phật tử tu học lâu dài đó,
nghe quen rồi đó. Cái bài pháp nào mà có những cái chữ phạn, có những câu Phật ngôn đề cập đến, thì vị đó cảm thấy có một điểm nhấn, có một sự quan hỷ. Nó là một sự chuyển tiếp thứ gì. Ban đầu thì mình nghe hơi xa lạ, lâu ngày mình nghe quen thuộc. Cũng giống như ngày xưa mà chúng ta chưa có quen với cái điện thoại cầm tay đó, điện thoại thông minh đó. Có nhiều người từ chối, không, tôi không muốn xài điện thoại, ngày nào cũng phải sạc pin, ngày đi đâu phải cầm ăn, xong việc kỳ vậy. Nhưng mà chúng ta xài quen thì chúng ta thấy rằng nó có cái lợi của nó. Dạ, nên con người chúng ta đó, trong sự thích nghi, trong sự thay đổi, trong có một số điểm mà chúng ta nên đi. Và điều đó nó cho chúng ta được chư tôn đức và thưa quý Phật tử đó. Thật ra lẽ ra hôm nay Hòa Thượng Từ Siêu giảng chúng tôi theo lời dạy của Hòa Thượng chúng tôi tiếp lời. Nhưng mà vì bữa nay ở chùa có lễ, thành ra xin làm theo một vài điều Hòa Thượng yêu cầu. Và do vậy bây giờ để kính cung thỉnh chư tôn đức Hoàng Thị tiếp tục cho buổi bài giảng ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Bụt Thầy ạ, em xin cảm ơn ông Hòa Thượng rất đồng. Biết hôm nay ở chùa Pháp Luân Hòa Thượng bận rộn với cái việc lễ Quê Sắc ở chùa, nên giờ này xin kính thỉnh Hòa Thượng ra bên ngoài tiếp tục điều hành cái cuộc lễ. Hôm nay thì thú thật thưa quý vị, chúng tôi cũng sáng hôm nay phải đi một chặng đường dài lên đến chùa Thiền Quang II, là nơi mà ngày xưa Hòa Thượng Giác Chánh trước khi về chùa Bốn Đức, Hòa Thượng đã từng làm trụ trì ở chùa Thiền Quang II rồi. Bây giờ một vị khác Hòa Thượng Chí Tâm làm trụ trì có mời chúng tôi đến đó để tham dự cái cuộc lễ lạc thành cái chánh điện và thuyết pháp. Nên chúng tôi về đến đây thì cũng xế chiều, giờ này cũng khá mệt mỏi. Cũng may là vừa nhìn thấy có Thượng Tọa Tuệ Quyền vào room, và Đức Từ Tri có thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền tiếp sức giùm cho hai vị và Thượng Giác Đẳng của chúng tôi để chia sẻ cái ý nghĩa của cái bài kệ Pháp Cú, bài học ngày hôm nay. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không, có nghe được không? Là nếu được thì Thượng Tọa hãy giúp đến đâu hay đến đó, bởi vì Phật tử chúng ta một số thì cũng đã nghe pháp rồi, còn một số thì phải tham dự cái lễ ở trong chùa Pháp Luân. Do đó nếu mà chúng ta chỉ nghe phép pháp cho đến 9:45 cũng được, đóng rung lại sớm cũng được, không sao. Còn nếu không nữa thì sau khi Thượng Tọa Tuệ Quyền chia sẻ xong, quý vị thấy còn nhiều thời gian thì chúng ta hãy mở băng pháp những cái bài học cũ, như với bài học khi nãy đó, chúng ta mở nghe lại cũng được. Bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền cầm mic trong một cái thời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ, thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng. Cũng chúng con kính lễ đến Sư Phụ Thị Sư Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tổ Trí, Đại Đức Tự Đức, cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến với tụi nó cùng chư Phật tử.
Dạ con kính thỉnh sư phụ suy nghĩ đi. Dạ. Chúc sư phụ một đêm an lành. Thì con sẽ nói một chút. Thì có thể là nghỉ sớm hoặc là vừa với cái thời gian như thế nào đó, thực ra nó tùy duyên. Dạ. Thì con kính sư phụ một đêm an lành. Dạ. Cũng thỉnh hòa thượng giáo đẳng mọi việc sinh hoạt cho cái lễ Vê Sắc nó được diễn tiến tốt đẹp. Thì giờ này tức là giờ cao điểm của chương trình lễ. Cái duyên sự này thì chúng ta đã nghe sư phụ từ siêu đã nói rồi, cái cô kẻ pháp cụ số 10 giờ đồ tể chuôn đá, đây có thể nói là một cái chuyện mà phải nói là rất là ác. Chúng ta đã tạo cái nghiệp như thế, cắt một cái lưỡi của con bò. Ở đây thì có con heo cũng được. Thưa quý vị, sống khổ chết cũng khổ, kẻ ác hai đường khổ, đã khổ càng thêm khổ, thế nghiệp mình đem ố. Ở trong cuộc đời này, sống hiền á, chúng ta thấy còn bị khổ chứ đừng có nói chi mà sống khổ thì rất là khổ. Sống mà làm ác làm khổ thì nó rất là khổ. Không phải đơn giản mà tự nhiên mà họ bị khổ như vậy, kính thưa quý vị, bởi vì do cái nghiệp ác họ chính làm. Một người mà biết có cái lòng từ, có cái lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sinh, có một cái tâm tàn quý, hiểu biết thương xót đó, thì nó rất là bình thường. Ngay cả một con kiến con muỗi họ cũng nở lòng mà để giết nó. Nhưng đối với cái người mà ác tâm, cái tâm sinh bất thiện thì khủng khiếp. Họ làm những cái điều mà không thể nào ngờ được. Đó chính là những người vô thần, những người không có tin tội phước. Chính vì không có tin tội phước cho nên họ làm những cái điều ác đau khổ. Sau khi chết họ phải đọa xuống địa ngục như đồ tể chuông đá mà chúng ta đã nghe qua cái duyên sự mà sư phụ siêu đã nói rồi. Sinh vào địa ngục vô gián, sinh vào địa ngục vô gián. Có thể nói rằng họ tưởng đâu là chết là chấm dứt mọi chuyện sao? Không có đơn giản như vậy. Bàn tay rớm máu, bàn tay với đầy dẫy những điều tội lỗi. Bao nhiêu năm làm cái nghề đồ tể giết heo là một cái nghiệp sống. Để cuối cùng chết trong cái đau khổ. Chúng ta gọi là như là một chuyện sanh nghề tử nghiệp đó. Vậy đó. Mà cái nghiệp khổ này nó phải nó theo chỉ là cái như là một cái kiếp đó quý vị, một kiếp sinh ra rồi trả quả đâu, mà nó trả quả rất là nhiều. Cái phước hưởng được thì nó ít, chúng ta nhớ như vậy. Nhưng cái tội đó thì cái tâm ác của chúng ta nó giữ, nó gây một cái sự đau thương cho chúng sinh và cũng như cho tất cả những người và tất cả mọi người đó, thì nó truyền miên, nó kéo dài từ đời này đời kia. Ngay cả chúng ta nhớ nó còn là cái quả dư sót thôi, chúng ta cũng thấy là khủng khiếp. Cái quả dư sót thì khủng khiếp, chứ đừng có nói chi mà làm một cái quả dị thục. Chi tiết theo cái sở hành của mình đã làm. Cái người ác á, thì tất cả mọi chuyện
họ luôn luôn họ thấy máu họ hăng, họ thấy máu họ thích. Cũng số người thấy máu họ sợ, thấy cái việc giết xác họ rất là ngán, họ rất là nghe. Cái này kính thưa quý vị cũng là do cái sự quân tập, cái sự vô minh nó chi phối để tất cả phải đau khổ như vậy. Nếu như chúng ta phải nói rằng, nếu như chúng ta có một sự hiểu biết về Phật pháp, chúng ta mới thấy không phải tự nhiên mà làm những cái hành động ác xấu. Những cái hành động ác xấu đó nó đã vốn từ tiền thân đã tác tạo, rồi nó giúp nó xuống chúng ta đi. Quý vị cẩn thận, hiện tại mình đang hiểu biết Phật pháp, đang có công đức, đang tạo được nhiều công đức, hay đang thực hành công đức, thì đây cũng là nhờ cái duyên tiền thân chúng ta đã có một chút ít gì đó để có một cái sự, để có một cái sự liên hệ, để có một cái sự nhân quả đối với Phật pháp, và đặc biệt tức là những cái điều kiện, những cái điều thiện, những cái điều lành thì chúng ta mới làm được. Chứ còn sanh ra mà chúng ta chấp tài sản, sanh ra chúng ta chấp hờn, sinh ra chúng ta chấp ngã, thì điều đau khổ sẽ tới. Đó là một sự khủng khiếp đối với mình. Cho nên vì vậy cái sự tu ở đây nó cần thiết. Khi chúng ta biết ý thức chúng ta đang có những cái điều kiện thuận, chúng ta biết ý thức chúng ta đang có những cái điều mà kiện tốt, cái điều kiện tốt đó nó không phải là một cái chuyện mà như là chúng ta giàu có tiền của tài sản gì, mà đây chính chúng ta, thân chúng ta không bệnh hoạn, chúng ta nuôi cái mạng sống chúng ta bằng cái chánh mạng, chúng ta có điều kiện có thể vay nợ mới, cho vay nợ mới có thể trả nợ cũ, để độ hố sâu có thể chôn của để dành. Đây là những cái điều mà chúng ta rất là cho nên vì vậy sự tu tập đó, nó là một vấn đề hết sức là cần thiết. Ai cũng như ai, kính thưa quý vị, chúng ta sống để thừa hưởng cái hậu bao nghiệp của đời trước, những gì chúng ta đang sống ở tại đây và chúng ta đang có đó, tức là chúng ta ăn của thừa của đời trước. Nếu như chúng ta biết tạo tác để cho mình có cái tư lương là hành trang ở trong tương lai thì nó là một chuyện rất là tốt đẹp. Ngược lại, nếu như chúng ta làm các công đức ác xấu thì nó cũng là cái hành trang của chúng ta mang theo, một là hành trang của thiện, hành trang của ác. Và kinh văn cũng đã dạy punya nit paralo kasmin patita dipani nan, chỉ có việc lành, chỉ có phước báo mới là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở đời sau. Nghiệp lành và phước báo này không phải tự tạo, không phải tự trên đời nó rơi xuống. Cái công đức đó không phải tự trên đời nó rơi xuống, mà chính là những thiện tâm, những thiện sự đó, những kết quả đó là do chúng ta đã có gieo trồng. Và chúng ta sinh ra ở bất cứ nơi đâu, nếu chúng ta có cái nhân, có cái căn tánh thiện, thì cái điều thiện nó sẽ dễ dàng tới với ta. Nếu như chúng ta tạo cái căn bất thiện, cái tánh bất thiện, thì căn tánh bất thiện nó sẽ xuất hiện với ta. Cũng như có một số người nghèo khổ, xuất thân từ những cái gia cấp thấp kém, khổ sở đủ thứ đủ điều hết, họ không được một cái điều kiện học tập, không có được một cái điều kiện sống tốt, và thế là họ lớn lên họ dùng cái ác xấu bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, tức là tam nghiệp ác để đấu chọi. Họ tưởng rằng họ lấy cái bạo lực như vậy thì họ mới thành tựu, nhưng điều quả thật quá sai. Nay khổ đời sau khổ, người làm ác cả hai đời khổ. Họ đau khổ khi thấy mình làm cái việc ác đó, và
là sanh khổ, thú còn khổ hơn nữa. Trong cuộc đời này, chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc thiện ác. Vì vậy, cũng chính chúng ta chịu trách nhiệm với chính cái nghiệp riêng của mình, mà không ai giống ai, không ai đồng đẳng với ai, nó dị biệt khác khác nhau hết. Chúng ta, cha mẹ chúng tôi không giống, người thân không giống với chúng tôi, cũng như quý vị cũng vậy. Quý vị không giống với cha mẹ của mình, cha mẹ không giống với quý vị cũng không giống với anh em mình. Đó là chính là sở tâm sở tánh, hay nói một cách gần kề hơn, đó tức là không thể giống cái căn thiện, căn bất thiện. Đây là cái nghiệp quả nó dị biệt mà na na quát thúc ca vô, tức là khác khác nhau. Chúng sinh là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là của riêng của tất cả mọi người đeo mang và gắn chặt với chính nó. Gắn chặt với chính nó. Không ai có thể làm tốt được cho mình, và cũng không ai có thể gây xấu cho mình. Không có một thần linh thượng đế nào ban phước giáng họa cho ta, mà chính do chúng ta tự ban phước hay tự giáng họa cho mình. Cái điều này Phật Pháp sáng ngời chỗ đó. Không có ỷ lại, không có nghĩ tha nhân. Chúng ta đừng có nghĩ rằng thần linh sẽ hại chúng ta, hay hoặc là Phật trời sẽ phạt chúng ta, hoặc người này người kia sẽ mang đến cho ta nhiều đau khổ, và người khác mang đến cho ta nhiều hạnh phúc. Sự ta ra cái hạnh phúc với cái đau khổ đó chính là chỉ là một cái nhân tác động ngay trong cái hiện kiếp này. Nhưng cái phước và cái nghiệp là trước nhất phải do chính mình đã tạo. Tại sao mà mình không giống nhau vậy quý vị? Bởi vì ta tâm gì biệt, sắc tâm dị biệt, cái nghiệp dị biệt thì sắc nghiệp dị biệt, thì mỗi người có một cái nghiệp riêng, không ai giống ai hết. Con đường sanh tử này nó dài, đi trên con đường sanh tử cũng đi một mình, chứ đi với ai, không có đi với ai hết. Con đường sanh tử đó, mình ghét, mình thương, mình oán, mình hận, mình buồn, mình với tất cả mọi thứ, chỉ một mình. Mình thừa tự với trách nhiệm của mình, mình chịu đối với trách nhiệm của mình. Cũng như ông chủ đồ tể Chuôn Đá này, ông phải chịu trách nhiệm với chính cái hành động ác của ông. Chúng ta thấy bao nhiêu đó là khủng khiếp. Khi thấy cái nghiệp cái gì, làm sao chúng ta thấy được cái nghiệp hoang ố, cái nghiệp ác của chúng ta? Chúng ta không thấy được cái nghiệp của chúng ta như thế. Nếu như chúng ta có cái sự tu tập thì là một chuyện khác. Tại sao con người dễ làm ác? Tại sao con người dễ làm thiện? Xin lỗi, tại sao con người dễ làm ác mà khó làm thiện? Cũng chính là chấp thủ, cũng chính là vô minh. Dễ làm ác vô cùng. Bởi vì vốn là tâm phạm phu, sở hành phạm phu, ý nghĩ của phạm phu, ít có cái sự tốt đẹp, ít có cái sự tiến hóa ít. Nếu như thì tâm phạm phu không có cái tâm lòng từ bi, hay cái tâm lòng
buông xả cái tấm lòng hiểu thương, cái tấm lòng cảm thông không có, mà chỉ là mạnh được yếu thua, chỉ là một cái sự đấu tranh, chỉ là một cái sự hơn nhau thôi. Chúng ta thấy cái ông Chun Đá này, ông đánh đập, ông dàn dặt cái con heo như thế đó, ông ta mới vừa lòng. Thì chúng ta coi, ở sao ông này ông ác? Ông ác dữ, phải không? Đúng, ông ác. Mà cái tâm phạm phu của tất cả vốn ác nha quý vị. Cái tâm phạm của tất cả chúng ta vốn ác. Nếu như chúng ta có cái sự tu tập thì chúng ta giảm ác được. Chứ đừng mình nghĩ rằng ổng ác mà mình hiền, chưa chắc. Nó nghe như vậy tiểu vị nghe thấy lạ phải không? Tôi hiền, tôi thấy tôi cách nào tôi làm cái chuyện đó. Khi lúc đó đó, vô minh và phóng dật nó chưa có che chở, nó che khuất cái lưới trí tuệ của chúng ta, cái thiện tâm của chúng ta. Chính vì chúng ta bực bội, chúng ta oán hờn, chưa biết ai hơn ai. Bởi vì chúng ta không được đón được cái tâm ác của phạm phu được. Khi cái sân tâm này khởi lên, khi cái ganh tị, khi cái tật đố khởi sanh, khi cái bực bội, khi cái oán hờn, hay khi cái chấp thủ nó sanh ra, thì kính thưa quý vị, không có thuốc chữa, khó có thuốc chữa lắm. Bởi vì khi nãy chúng tôi nó cần lắm cái gì? Cái nhân lành của tiền thân, là chúng ta biết hạ đau lưu tình, chúng ta có lòng thừa tùng từ lòng bi, chúng ta biết biết dơ cao đánh khẽ. Quả thật như vậy đó. Bây giờ mọi việc gì nó đã tới rồi, nó đã qua rồi, nó đã bị rồi, thì chúng ta phải hiểu rằng hiểu và như thế đi. Bây giờ chúng ta có một người đó đã lỡ làm thì chúng ta cũng phải biết cảm thông như chính họ, chứ không phải là chúng ta cứ tự cho rằng mình đúng không, rồi đến gây đến một cái cãi cự. Như chúng ta biết, khi mà chúng ta đi trên đường có cái sự cạ quẹt, có cái sự đụng chạm, khi mà chúng ta di chuyển á, thì lẽ ra nếu một người bình tĩnh với nhau đó thì rất là dễ. Còn nếu không bình tĩnh đó, thì lúc đó cái sự bực tức, cái sự oán hờn, cái sự mạnh được yếu thua cãi cự nhau không. Mà thường chúng sinh như vậy. Nếu mình có lỗi thì mình giấu lỗi, mình lướt đi, hay hoặc là mình hủy biện, hay mình làm như là mình không bị, người khác bị, nhưng sự thật chính là mình có lỗi. Đó cũng là một điều sai. Chúng ta chỉ lấy thịt đè người, mạnh được yếu thua thôi. Thì đây chính là bằng những cái nhân ác, bằng những cái sự suy nghĩ ác đó, nó tụ thành cho chính chúng ta không bao giờ nhận được cái chân lý đúng. Vì vậy cho nên khi chúng ta biết bình tĩnh để phân kỳ, để phân ly, thì mọi chuyện nó rất là bình thường, nó rất là có thể vượt qua cái nghiệp quả này. Nó là một cái tích tố, chúng ta rất dễ phải, rất dễ dàng rơi vào bẫy ma, rất dễ dàng rơi vào cái sự sai lầm, mà đi từ cái sự sai lầm này tới cái sự sai lầm khác. Khi nào chúng tôi nói đó, chúng ta xuất thân ra trong phủ, như là Đức Phật nói, như là cái gì? Như là người từ bóng tối. Thay vì chúng ta đi đến chỗ sáng, chúng ta không đi từ bóng chỗ tối, chúng ta đi đến chỗ tối nữa. Như là cái ông đồ tể này sinh ra đã khổ sở làm cái nghề giết chóc này, mà ông ta lại đã là một cái nghề ác rồi, lại cực ác nữa, tức là phải làm cho cái con vật nó đau khổ, làm cho heo nó đau khổ, thì là gây thêm cái tội ác nữa.
con người mình như vậy đó, ác với cộng, cộng ác, thành quá ác, cực ác, cho nên ông ta rơi vào địa ngục. Nếu như chúng ta không tu thì chúng ta chết, xin xác định, chúng ta không tu thì chúng ta chết ngay. Mình không bao giờ biết dừng lại, không bao giờ biết lưu tình lại, không biết cái sự tha thứ, mà hãy tập. Mọi việc gì nó đã xảy ra rồi, cái điều này chúng tôi muốn nói thì nó đã xảy ra rồi, nó không thể nào nó có thể được như trước nữa, thì chúng ta chấp nhận cái việc đó đi thì mọi việc nó qua. Còn nếu như chúng ta không chấp nhận mà chúng ta cứ đi tìm nguyên nhân, chúng ta cứ bắt lỗi, chúng ta cứ cự nữ, chúng ta cứ bực bội khó chịu, có sự oán hận, thì trên cuộc đời này không bao giờ chấm dứt được. Và nó cứ quay quần chúng ta, nó cứ chạy tới chạy lui, nó cứ biến diệt liên tục. Phải nói rằng Đức Phật này luôn luôn dạy chúng ta đó. Một cái ý niệm á, biết chấp nhận cái nghiệp chứ không trốn tránh cái tại sao không trốn tránh cái nghiệp. Cái nghiệp nó tới, chính Đức Phật này đã nói nè, đã nói rồi mà, cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển có trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Khi chúng ta đã tới cái nghiệp của mình rồi, trải trời không khỏi nắng. Đừng có cho rằng mình hay lắm mà, mình tốt lắm mà, mình an toàn lắm mà, chưa đâu. Thật ra cái mạng sống, cái việc làm, hành động, tất cả những gì chúng ta có trên cuộc đời này, nó rất dễ dàng mất. Có thì nó khó có, mà mất thì rất là dễ. Cái đó là sự thật vậy đó. Và kính thưa quý vị, khi chúng ta biết chúng ta là thiếu cái điều kiện, mà chúng ta biết trân quý, chúng ta giữ một cái điều kiện tốt để chúng ta phát huy lên cái tốt. Chúng ta biết vốn chúng ta là một chúng sinh trầm luân, sanh tử, đau khổ, để nhiều cái sự hệ lụy, đau khổ cho mình, đau khổ cho người. Thời ta không bao giờ làm cho người như thế. Hay chúng ta biết quý trọng, hay chúng ta biết có sự che chắn, thì chúng ta mới vượt qua. Sở dĩ mà chúng ta không kết tiền thân, quý vị biết tại sao chúng ta thấy tiền thân? Nếu chúng ta biết được tiền thân chúng ta thì không có Phật ra đời, chúng ta cũng tu luôn. Nhưng điều ái chấp này, cái tham làm nhân, tham làm duyên, vô minh làm nhân, ái làm duyên, nó che khuất chúng ta không nhớ. Sinh ra rồi, hồi đứa trong thai bào mẹ, rồi xong rồi sinh ra cứ uống sữa mẹ, rồi cứ lên, mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm, hết nhớ cái gì rồi. Không nhớ gì tiền thân hết á. Vì vậy cho nên á, rồi bây giờ thì cứ vừa lòng thì thích, mà không vừa lòng thì bực bội, mất mát á, thì tiếc nuối. Rồi khởi lên cái tâm ganh tị, cái tâm quan chấp ngã, tự cho mình là dỗi, tự cho mình tự mình rất rất thứ nhiều chuyện, bởi vì chúng sinh mới đau khổ. Chứ nếu mình biết tiền thân mình thiếu phước, thì bây giờ mình biết tu phước, biết cho cái ác nghiệp mình giữa chảo dầu, mình ở hoặc mình ở bị trên thớt ở địa ngục, thì tự nhiên không có Phật ra đời mình cũng thấy sợ, mình cũng làm ác nữa. Nhưng chính chúng sinh do không biết, không nhớ, do vô minh đã che khuất, cho nên đau khổ như thế. Cái điều này đặc biệt lắm quý vị. Nếu như chúng ta tu, thì đây chính là một cách tu như vậy đó. Cái tu á, để chúng ta tạo cái duyên lành. Chứ chúng ta không phải là chúng ta để chúng ta có phước, để chúng ta hưởng phước, mà chính là tu để chúng ta tạo cái nhân lành, cái duyên lành, để kết tụ về sau chúng ta. Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng.
hơn là sự dính mắc, hơn là phải nhiều cái khổ đau sinh tử. Đó là thật vậy đó. Nếu mà người làm ác với ông đồ tể Chun Đá này, tại sao nói rằng ông ta bị hai cái đời ác, hai cái đời khổ? Hay là nó sống khổ chết khổ, cả hai đường khổ, đã khổ càng khổ thêm. Để đây đấy, khi biết cái nghiệp mình đã làm khổ, mình dốt nát, mình dở, mình thấy cả hai điều đó. Nhưng nếu mình không cố gắng, mình xóa đi cái dốt của mình xóa đi cái dở của mình, mà mình lấp lố, mình che khuất tự cho mình là hay, thì đau khổ đời này, đau khổ đời sau. Có người ít có biết chấp nhận cái gì, cái sự thật kém khiếm khuyết của mình. Hành động của Ba Bakari với người họ tạo nhiều cái điều ác, cho nên khi lâm chung họ phải rơi vào cái đau khổ. Như cái ông này đau khổ như là cái tiếng kêu, như cái tiếng kêu kêu ác heo heo kêu kêu như cái lúc mà bị chọc huyết á. Như thế nào? Thì giờ khúc cận tử, cái nghiệp ác nó hiện lên ngay lúc đó. Và do cái nghiệp ác á, cũng như do cái sự tác động của cái nghiệp ác này, nó phát ra những âm thanh y như là con heo nó đang bị thọc huyết để giết chết. Mà khi lúc đó chúng ta thấy được cái cảnh khổ đó, chúng ta hối tiếc là nó đã muộn. Con người mình luôn luôn làm ác xong rồi chúng ta mới hối hận. Trời, tại sao mà tôi thế? Trời, sao mà tôi làm như thế? Tất cứ tại sao và tại sao. Có một điều, tại sao mà tôi nỡ lòng nào tôi làm như thế? Đó chính là cái sự sân tâm, cái lòng sân hận của mình, cái lòng tham dục của mình quá lớn. Mình không biết, không phải tại ai, không phải tại người, không phải tại ai, mà chính là tại mình. Mình gây cái nhân đó, bây giờ mình phải chịu cái quả đó thôi. Đồ tể Chun Đá này khổ ở cuộc đời nhọc nhằn lam lũ, và khổ ở cái đời thứ hai là đọa xứ địa ngục và sinh nghề tử nghiệp. Khi cái tâm cận tử hay là khi cái nghiệp án nó tới đó, gây đến bệnh hoạn ốm đau, họ nằm trên đó họ mới nghĩ rằng thì ra do hồi xưa mình ác quá mình làm như thế đó. Thì khi cái thấy cái nghiệp quen ố của mình đã làm thì nó muộn màng. Khi này chúng tôi nói đây là một điều cần thiết lắm đó quý vị. Chúng ta sinh ra chúng ta thiếu phước hơn người, hơn những chúng sinh khác, hơn những người khác, thì chúng ta nên bổ khuyết để cho nó bằng hay nó tốt hơn. Chứ chúng ta đừng bao giờ khởi lên cái lòng ganh tị. Khi người ta hơn mình về sắc diện, người ta hơn mình về kiến văn, người ta hơn mình về tài sản, người ta hơn mình về mình, hơn mình nhiều về tình cảm, được cái sự thương yêu, được cái sự đông đầy, được cái sự che chở, rồi chúng ta ganh, chúng ta ghét với chính họ. Chẳng những chúng ta không làm được gì họ, mà tự ta nó mất phước, nó lại càng khổ hơn, nó lại càng xấu tệ, lại càng tệ hơn nữa. Nghe ra thì chúng ta nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện thường, nhưng nó rất là bất thường. Hiểu biết được cái sự xấu xa nhất của con người, tức là ganh tị và bỏng xẻng. Cái lòng xấu của cô chúng sinh đó chính là sự ganh tị và bỏng xẻng. Cái sự ganh tị và cái sự bỏng xẻng đó
nó đã thiêu đốt, nó đã làm cho chúng tất cả chúng ta đau khổ ở kiếp này, qua đau khổ từ đời này sang đời kia, đau khổ với nhiều đời. Phải nói rằng không ai trong cuộc đời mà được bình yên đâu. Nếu như chúng ta chưa chấm dứt sinh tử đau khổ, còn lăn trôi sinh tử trong cuộc đời này, thì cái thiện ác, cái đau khổ, cái oán hờn nó luôn luôn xuất hiện. Một con người mà có nhiều lòng ganh tị, có nhiều cái lòng ác lắm, thì nó xấu xí lắm. Thứ nhất, cái sự ganh tị tức là mình thua người ta, cho nên người ta mới, mình mới ghét người ta, mình mới nhìn xấu người ta, mình suy nghĩ xấu về người ta. Chứ thay vì mình biết quan hệ tùy hỷ, theo hơn mình. Một là quan hỷ tùy hỷ, còn không hay giữ tâm bình thản, đừng có khởi tâm lên có cái sự ganh tị, có cái sự đố kỵ. Từ cái sự ganh tị, từ cái sự đố kỵ đó, nó sản sinh ra cho tâm của chúng ta nhiều cái điều bất lợi. Mà nhiều điều bất lợi đó thì cũng chính mình tạo cho mình cái quả đau khổ. Đau khổ ngay trong cái hiện tại này. Rồi khi thấy họ, mình không vui, không thích. Chúng ta đã thua người ở trong hiện kiếp này, mà còn thua người vĩnh viễn về sau. Nếu như họ có cái sự khoe khoang, họ có một cái sự tự mãn, tự cảm, thì chúng ta biết thật sự ra không hay ho gì cả. Đó chẳng qua là do cái duyên cái phước thôi mà có. Mà chính cái duyên cái phước đó, nó không biết giữ gìn, không biết phát huy, mà dài sẻ, mà đánh mất đi cái điều kiện thuận này, thì tự mình đã làm một cái đau khổ. Tự mình đã đánh mất đi cái cơ hội. Mà đánh mất đi cơ hội như vậy thì cơ hội sẽ không có hiện về cho chúng ta nữa đâu. Thế không có sự thể xuất hiện nữa. Khi mà người tu có một cái ý niệm trí tuệ như thế đó thì cái tu việc quá tuyệt vời. Chúng tôi muốn nói như vậy đến chi? Từng công đức lớn nhỏ, từng sự thiện sự này mà chúng ta làm, đó là kết tụ, đó là một cái nhân lành cho cái con đường tử sinh của mình. Chúng ta nhớ như vậy. Tập không có cái sự ganh tị, không có sự oán hờn, không có những cái lòng ác xấu á, thì con người mình đẹp đẽ, cái tâm mình nó hiền thiện, cái căn tánh thiện mình nó khởi sanh, để chúng ta không có làm nhiều cái điều ác. Còn nếu như chúng ta không có cái sự tu tập, không có cái sự cẩn trọng, không có sự chỉnh sửa đó, thì ác bất thiện pháp nó có điều kiện, nó có cái môi trường để nó khởi sanh lên. Rất dễ. Thật ra mà nói, cái việc ác á, hay cái việc xấu, không ai dạy chúng ta là chúng ta đã làm. Đó do cái nghiệp quá khứ. Cái chúng ta nhớ, chúng ta biết. Nhưng cái thiện pháp thì do phải có một sự quân tập, phải do một cái sự tu trì mới có. Đây là phải. Bởi vì trong một người tốt rất là khó. Chứ đóng vai người ác thì nó rất là dễ, đóng vai người hiền thì nó mới khó. Mới chỉ đóng vai người ác thì dễ, đóng vai người tốt nó khó. Đóng cái vai thôi, cái vai vế như thế thôi mà nó không thật đã là khó đóng rồi. Mà nếu như chúng ta thực hành thật thì cái vai ác rất là dễ đóng. Mà cái làm thiện thì nó rất là khó. Rất là khó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng nó đơn giản. Rồi chúng ta muốn làm, hay chúng ta muốn tính toán, chúng ta muốn sắp xếp, chúng ta muốn giải quyết như thế này, như thế kia, như ý chúng ta. Cái đó là chúng ta suy nghĩ của chúng ta.
đối với cái vị hành giả tu tập đó, kính thưa quý vị, họ biết rằng khi nào không có chánh niệm, có chánh định hiện hữu, thì ngay khi đó cái đời sống họ là cái đời sống của đau khổ, cái đời sống của phóng dật, cái đời sống của bất thiện tâm. Mà cả đời này dòng tâm bất thiện nó chảy liên tục. Khi nào chúng ta tu có chánh niệm chánh định thì ngay khi đó nó mới ngăn được cái dòng chảy của thiện, của thiện, của ác, ngăn được dòng chảy của cái ác, của cái căn bất thiện. Thì bây giờ chúng ta hãy nhớ cố gắng gấp rút làm các cái việc lành, hay là chúng ta phải tạo những cái việc lành để làm nền. Cái làm nền này để về sau chúng ta sinh ra chúng ta sướng, và chúng ta biết làm các cái công đức để chúng ta dòng sinh tử chúng ta gặp nhiều cái thuận duyên, gặp nhiều cái điều kiện tốt đẹp. Chúng ta phải nhớ những cái việc. Còn nếu như không thì tự mình đã bứng đầu, cái gốc rễ của mình, cái tăng căn tánh thiện của mình đã bị bứng, nó thay thế vào đó là căn tánh bất thiện vốn nó đã triền miên, đã cố hữu như vậy. Hay là chúng ta vốn ở trong bóng tối, thiếu phước, thiếu cái điều kiện, thì chúng ta đừng có khởi lên cái tâm ganh tị, khởi lên cái tâm oán hận để gây cái đau khổ cho mình và gây đau khổ cho tha nhân. Quý vị thiếu thốn một điều kiện của vật chất, nghèo khổ ở một kiếp này là do tiền thân chúng ta keo kiệt bỏng sẻn. Bây giờ chúng ta lại là dùng sức lực của mình, dùng sự lừa gạt của mình để chiếm đoạt cái tài vật đó, hay là cái điều kiện thuận, cái điều kiện tốt đó, chính là tự mình đã khổ trong hiện kiếp này và tương lai mình phải trả quả rất là đau khổ nhiều hơn nữa. Khi biết hiểu, khi biết như vậy, đó là cái tu. Đây là cái tu của quý vị. Nó chỉ như thế thôi, tu. Mà làm sao làm để rồi mình cuối cùng mình không có thấy, mình không có thấy con người mình quá xấu xa, con người mình quá lắm nhơ, con người mình thật sự uổng tiếc cho cái kiếp sống của kiếp con người mình. Còn ở đây, nếu như người làm ác, khi mà biết được thì nó muộn màng. Hay cái người phàm phu của chúng ta nói chung, chứ không nói là người ác, chúng ta luôn luôn có một sự hối hận, luôn luôn có một cái sự tiếc nuối. Cái sự hối hận tiếc nuối đó không bao giờ chúng ta suy xét trước. Chứ nếu biết suy xét trước thì mọi việc nó thành tựu tốt đẹp. Cho nên vì vậy, hôm nay chúng ta học cái bài học có phút cuối số 15, chính đánh thức khởi sanh lên cho chúng ta biết ngăn trừ cái việc ác. Chúng ta biết quân tập các cái căn tánh thiện lành để làm nhân làm duyên, chúng ta sanh ra ở cuộc đời tốt đẹp hơn. Và từ cái sự tốt đẹp đó, làm và thực hành nó lại càng tốt đẹp nữa. Bằng ngược lại, đã hôm nay khổ, bây giờ chúng ta làm ác thì cả hai đời khổ. Khi cái nghiệp khổ nó đã tới, khi thấy cái ác nghiệp thì cái quế nghiệp của mình đã tác tạo, thì chúng ta đã quá khổ. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều xin trình bày để bổ khuyết cái thời gian sau cùng khoảng 30 phút sau. Buổi giờ này cũng đã đến vừa với cái thời gian. Xin kết thúc chương trình của sinh hoạt tối hôm nay ngày Chủ nhật của lớp Phật học Phật pháp Bất Chấp Tham Má tại nơi đây. Kính đảnh và thuyết, và cũng như kính đảnh lễ và
kính chào quý vị, hẹn gặp quý vị tối ngày mai như giờ thường lệ. Dạ, kính chúc được an lành, được tốt đẹp. Dạ, xin kính mời chi chúng lên để kinh cảm tạ cho Hoàng Mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau buổi thành thi, chúng con thành kính tri ân tịnh tọa tại viên. Sa thú lành thay, con Metta Panya, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, tuân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hoàn thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca kim chi pu sa la ca mang ca pa pa ge ya ma mang ca ye na da ma na sa Adidai sukatan katan Yeta pasanyino artiye yasanta Asanyino katan bunyapapaya